sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hàng rơi mưa Loude tu Jesus Christos ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Việt ca xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria Kính thưa quý vị và anh chị em trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sáng và an bình trong Chúa. Nhìn nhìn cha và con và thánh thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2023, thứ bảy tuần 16 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông ấy đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì có lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn cỏ lùng hôm nay nói lên bốn điều. Thứ nhất, Ma quỷ gieo cỏ lùng khi con người còn đang ngủ hoặc đang mê man vì cuộc sống và tham vọng của mình bởi vậy chúng ta những con cái của chúa cần phải tỉnh thức cảnh giác về sự hiện diện và phương thức cám dỗ của ma quỷ vì chúng luôn có mặt để gieo rắc sự xấu chúng dùng nhiều phương cách để thúc giục chúng ta thí dụ nếu thế này thế nọ thì được lợi ích này nọ hoặc gãi ngứa làm chúng ta thèm hoặc chế biến mọi sự thành cơm áo sĩ diện dựa trên danh vọng quyền lực và địa vị hoặc biến người thành đồ vật hay tệ hơn nữa thành kiểu xúc vật chỉ chạy theo dục tính và luôn tìm cách để thỏa mãn dựa trên tiền bạc vật chất và xác thịt hoặc bỏ nhiều gia vị xấu vào trong nồi súp ngon để hòa cái xấu vào cái tốt, cái trần tục và cái điều thanh thiện, vân vân. Điều thứ hai, con người thường có khuynh hướng phán xét, muốn nhổ tận gốc khi thấy cỏ lùng. Những sự xấu, ác, đặc biệt khi phải đối với chúng. Khi chúng ta thấy sự ác xảy ra, hoặc những điều mà chúng ta coi là ác là bất kính tột đỉnh giống như cỏ lùng lan tràn mạnh mạnh mẽ khắp mọi nơi chúng ta muốn dọn dẹp và diệt chúng để cuộc sống trần thế tốt đẹp hơn ít nhất là mong Chúa nhổ lên gom chúng lại và tiêu diệt chúng đi theo quan điểm của chúng ta ai là cỏ dại mọc điên cuồng trên cánh đồng lúa là phải bị nhổ tận gốc. Đây là những người mà chúng ta muốn nhốt vào tù, muốn xử tử, muốn triệt để dọn dẹp chúng. Thí dụ như hai ông Jacob và Gioan sau khi thấy dân một làng tại Samaria không đón tiếp Đức Giêsu đã nói với ngài: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Có những lúc nhiều người trong chúng ta coi đây là giải pháp hiện nhiên, nhanh gọn và công bình vì hậu quả mà họ đã làm. Có như vậy, cỏ lùng không thể sống và ít nhất là ngày càng ít đi. Cánh đồng lúa phát, phải phát triển tốt với lúa tốt và không bị cỏ dại xâm chiếm. Điều thứ ba Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn vẫn muốn để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ngài muốn chúng ta theo gương Ngài yêu thương kẻ thù của mình với niềm tin rằng tình thương cuối cùng sẽ làm dịu đi sự chai đá trong lòng họ. Nhiều khi chúng ta cố gắng ép buộc mọi thứ, đôi khi đe dọa, lạm dụng hoặc thao túng để cố gắng mang lại sự dọn dẹp, chỉnh sửa và tiêu diệt thay vì kiên nhẫn, xây dựng, khuyên bảo và tạo cơ hội cho kẻ ác ăn năn trở lại. Điều thứ bốn, đến ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ phân loại để gom cỏ lụng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Vậy thì chúng ta sống thế nào trong những năm tháng qua để đến ngày đó chúng ta có thể tường trình về cuộc đời mình trước mặt chúa một cách chính đáng vậy thì hiện tại chúng ta có chấp nhận và thực hành hoặc chối bỏ và làm ngơ lời chúa dạy là nhân từ kiên nhẫn yêu thương và tha thứ mọi động cơ sai trái sẽ bị vạch trần mọi hành động thao túng sẽ là một đòn tấn công chống lại ta mỗi lần ta phớt lờ chúa sẽ bị coi là hành động nổi loạn mọi người ta đối xử bằng thành kiến thù hận hoặc coi thường sẽ bị coi là xúc phạm cá nhân đến đấng toàn năng mỗi khi ta có đủ khả năng để giúp đỡ người khác nhưng lại không làm như vậy sẽ bị coi là một hành động vô ơn và ích kỷ vào ngày đó không ai có thể đứng vững là con cái của chúa chúng ta cần phải làm bốn điều thứ nhất cần phải biết đề phòng cảnh giác với sự hiện diện của ma quỷ và các phương pháp chúng dùng để dụ dỗ làm chúng ta tiến đến nguy cơ tha hóa chính bản thân mình hơn nữa, chúng ta phải luôn đấu tranh và thực hành những điều tốt, không tạo điều kiện cho sự xấu và ác phát triển. Điều thứ hai, thế gian hiện nay có người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Ngay trong con người mình cũng có khuynh hướng tốt xấu đồng tồn tại. Chúng ta không nên sốt ruột giành quyền của Chúa mà nhổ cỏ những người mà tôi coi là xấu trong khi đó chúng ta cũng không nên có thái độ của những người tôi tớ trong dịu ngôn này là khó chịu bực tức bởi vậy chúng ta nên có thái độ như ông chủ bình tĩnh chấp nhận thực trạng tích cực bồi dưỡng những yếu tố tốt và khắc phục những yếu tố xấu lạc quan tin tưởng vào sức mạnh của kẻ tốt hơn nữa chúng ta cần phải có cái nhìn toàn diện cái nhìn của Chúa biết phân biệt tốt xấu, thiện ác. Không quá bi quan và cũng không nên ảo tưởng cuộc sống chỉ toàn màu hồng tốt đẹp. Ở đây cũng có thiện ác, tốt xấu, đan xen nên cần phân biệt rõ ràng để lựa chọn. Điều thứ ba, chúng ta nên nghĩ về những cái tốt và xấu trong con người của mình nhất là sự kiên nhẫn khoan dung của chúa mà cảm ơn chúa đã thương cho mình thời gian chứ không vội xét xử mình mặt khác mình nên nhận ra những khiếm khuyết của mình những sự giữ mình đã làm và cố gắng hết sức mình tận dụng thời gian và cơ hội chúa ban để dần dần tu sửa con mình con người của mình trở nên tốt hơn điều thứ bốn Chúng ta cần phải sống thực hành lời Chúa đã dạy là nhân từ, kiên nhẫn, yêu thương và tha thứ. Luôn tận dụng mọi khả năng để phục vụ, giúp đỡ người khác chứ không sống bằng thành kiến, ích kỷ, thù hận và vô ơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết sống thực hành lời Chúa truyền dạy là yêu thương, tôn trọng, bao dung, độ lượng, kiên nhẫn và tha thứ. Xin cho chúng con luôn biết chọn lựa điều hay điều tốt để sống và làm. Còn ai tốt, ai xấu sẽ được phân xử rõ ràng bởi Chúa khi tới mùa gặt xin giúp chúng con biết kiên trì làm việc lành phúc đức để tới ngày gặt chúng con được nhận vào nước trời. Amen. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là cha và con và Thánh Thần ban phục lành cho anh chị em. Amen. chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế chúa giêsu christos ngợi khen chúa giêsu kitô